Suốt 49 ngày đó, con đã phát nguyện ăn chay 10 ngày chay trong tháng, không sát sinh, cúng giảng tượng Phật, hàng ngày đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và đến chùa nghe thầy giảng pháp và tụng kinh để hồi hướng cho bố con. Như vậy bố con có bị đọa ba đường ác không ạ? Giấc mơ của con như vậy có phải bố con đã báo cho con, và sắp đến 100 ngày của bố con thì gia đình con nên làm như thế nào để đúng pháp và đơn giản ạ? Thầy hoan hỷ bố thí giảng giải sớm để kịp 100 ngày của bố con. Con xin tri ân công đức thầy, con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe để giảng pháp cho chúng con. Thì thầy Phật tử này có nói rằng á, thắc mắc là bố vừa mới mất, đã qua 49 ngày rồi, nhưng trong 7 tuần thất thì mẹ không mời các Phật tử đến để tụng kinh thất thất chay tuần cho, mà vẫn cúng một ngày 3 bữa cơm, ăn gì cũng đấy như thường. Đến ngày bữa thứ 49 thì mẹ gọi ông thầy cúng đến để đưa ảnh bố lên ban thờ gia tiên. Và Phật tử này có hỏi là như vậy thì bố có được siêu thoát không? Thì thầy cũng không dám khẳng định là được siêu thoát hay không. Nhưng mà bé này có nói là, bạn này có nói là gì? Ở trong tuần thứ 6 thì có mơ thấy bố vẫn mạnh khỏe, vì trước đây thì bố ốm nặng 4 năm mới chết, mới mất. Nhưng bây giờ thì lại thấy bố ở trong cái tình trạng mạnh khỏe, thì đấy là gì? Đấy là cái giấc mơ rất là tốt, chiều hướng tốt. Vì sao mà nói là tốt? Vì suốt 49 ngày đó, Phật tử này đấy gì? Đã ăn chay 10 ngày chay, tức là 10 ngày ăn chay theo như trong kinh Địa Tạng nói đó, và không sát sinh, cộng thêm cúng giảng tượng Phật, hàng ngày thì đọc kinh Địa Tạng rồi hay đến chùa để nghe giảng pháp, đem công đức ra hồi hướng cho bố. Thì như vậy hỏi đó, bố có được siêu thoát chưa? Trường hợp này siêu thoát thì thầy không chắc chắn, nhưng đọa ba đường ác thì thầy chắc chắn là không. Vì sao? Vì trong tuần thứ 6 bạn còn mơ thấy bố về rất mạnh khỏe, thì đấy là một cái điểm lành. Như trong kinh Địa Tạng nói là đấy là điểm lành, tướng tốt, để chứng minh rằng là gì? Bố của bạn bây giờ là gì? Không bị đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng mà từ giờ đến 100 ngày thì theo thầy thì nên để bạn nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, và khi tụng kinh Địa Tạng xong hồi hướng cho bố, và cũng khuyên bố thì trước khi tụng cũng khuyên bố là nên ở đâu thì nếu mà được siêu thoát rồi thì tốt, mà chưa được siêu thoát thì cùng với con là gì? Nhất tâm nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.